cái gì, cái đồ bóp hả? Thưa của anh, sẽ chắc một đống đồ xe đến bị cảm ứng nè, vừa tháo xong tài xế mà quần tà lõn ổng nè, thùng mỹ phẩm điệu đè nè, đem theo cả cái nhà. Chiều nay là sẽ chắc một đống đồ lên đầy hết nguyên cái cốp ở phía sau này. Buổi chiều đâu, bây giờ là 8 giờ tối rồi. 8 giờ tối này cho mọi người thấy nè, ở đây còn sáng trưng. Trời sụp tối rồi, chưa xong. Rồi, có nở xuất nè, có thùng đựng đá, rồi tí nữa đem vô cái tủ lạnh nữa. Máy nổ nè, đây nè, cái này máy nổ nè. Chùm vô gì nè. Cho bà con coi cái này. Rồi, bất ngờ chưa? Hồi tối tới giờ mới xong. Hồi tối chắc lên một buổi, sau đó hồi sáng chắc thêm một ít nữa. Đem theo cả cái nhà, tủ lạnh nè, rồi cơm nè, nở sức nè, nở chiên không dầu ở dưới đây. Rồi thùng đá nè, rồi máy để nổ, để có điện nè. Rồi xăng, rồi thùng xăng tuốt ở trong nữa đó. Khủng khiếp không? Chưa đâu, còn phía trước nữa. Phá này lại ha anh. Phá này lại. Ra trước cho bà con coi nè. Đây là cái chỗ mà để viên lót chân nha. Để lót chân đỡ mỏi cho cái này nè, nó bằng lại. Nó bằng nè, cái mông của mình nè, ngồi dưới đây nè cho nó bằng á. Để chân cho đã. Đây, có cái mền này nha. Khoa Việt Nam. Cái này là lót lưng. Rồi cái gói nằm ở dưới đây. Đôi giày thể thao rồi nhét ở trong đó kìa, để đi bộ. Còn phía sau nè. Đấy, ghê chưa. Cái thùng mỹ phẩm nè, thùng mỹ phẩm điệu đà của Duyên nè, tắm đồ các thứ đó. Đây cái thùng đồ ăn vặt. Đây là cái ba lô để đựng thức ăn. Cái này là dụng cụ để mình đi quay phim. Kinh khủng không? Ơi, rồi có nước nữa, nước uống nữa. Mấy cái thùng nước uống để phía sau rồi. Chào bà con cô bác quý anh chị em nghe, buổi sáng hôm nay đẹp nè, đẹp ghê không? Khu của Duyên là luôn luôn là yên tĩnh nha mọi người. Duyên mời bà con cô bác cùng đi du lịch với Duyên. Mùa này thì mình sẽ đi qua bên cái khu ấm. Bà con hãy coi hết video nha. Gọi là đi chung với Duyên, đi hết cái tài xế mà quần tà lõn, mang giày. Mang dép. Thẳng tiếng thôi tài xế ơi. Đây là kinh nghiệm. Lót cái ba lô ở dưới nè, thấy chưa? Để giày không mỏi chân. Không mỏi hai cái bắp chân nha. Mền đây nè. Trời ơi, cái màu hồng. Chiếc xe bằng vàng này là xe buýt chở học sinh. Quý cây dài dài này là cây tưới nước nè mọi người. Lấy nước từ đâu vậy anh? Lấy từ dưới lòng đất. Ở dưới lòng đất nó có một cái hồ. Cái hồ nó lớn hơn cái tiểu bang Nebraska này nè. Nó lớn xuống cái tiểu bang Kansas luôn. Nó lớn qua bên tới Colorado luôn. Tới áo bên đây.
ha. Chả biết, chỉ biết cái tên đó thôi. Nhưng mà mình biết là mình đang ở tiểu bang Kansas. Rồi do đổ xăng á mọi người. Có quay mấy lần cho bà con biết rồi thì ở đây sẽ không có cái gì nhân viên, không có nhân viên đổ xăng, chúng ta tự chạy thì tự bay xuống đổ rồi tự trả tiền. Đó, bà con thấy không, cái ông người Mỹ phía trước đó, ông đổ xăng cái nó có cái nút mà để gạt á, để giữ yên cái đồ bóp hả, cái đồ bóp xăng đó. Giờ ông đang đứng ông chờ hết xăng, ông rút cái đồ bơm xăng ra là xong. Nè, làm nhắc mà người quần tà lò câu một người thì bà đặt mặt đầm mặt ơn. Một cái dè nó lạnh dữ vậy. Mọi người vô chợ Walmart nha. Chợ này là ghé nhiều lần lắm rồi. Chợ ở đây có nhà vệ sinh đầy đủ nha. Chỗ này là sấy tay nè. Đấy. Còn chỗ này là lấy xà bông rửa tay nha. Cảm ứng không có cần phải mình mở. Cảm ứng nè. Đúng rồi. Đấy. Coi em nè. Chỗ này là dành cho em bé nằm. Ồ, có cả cái máy để cái máy này là cái máy cúc thơm nữa nè. Đi lấy nhà đi. 2.08 đồng là giá của nó là khoảng 43-44 nghìn nửa ký, 450 gram. Trong đây có bán đầy đủ đồ ấy, có đồ biển cho mùa hè nè mọi người, đồ tắm biển nè, rồi đồ ăn thức uống, nói chung là dụng cụ đồ chơi cho trẻ em đầy đủ chứ. Trong đây là chợ Walmart giá bình dân. Nghe như cái áo này tầm khoảng 6 đồng thì khoảng tầm 120-130 tiền Việt Nam. Rồi trả tiền. Giá của nó là 4.02 đồng. Gói này là hết hơn 80 nghìn, 8 mấy nghìn. Rồi đi thôi. Về tính tiền. Tiếp tục hành trình đi chơi hàng sáng. Mở cửa vô. Còn coi chiếc xe tải bị cảnh sát quay nè. Cảnh sát không có đèn ở bên trên. Không thấy cảnh sát luôn. Cảnh sát đâu anh? Thì ngồi trong xe. Kiểu may nè. Đây là nhà vệ sinh nè. Thì đi vô trong đây để quay cho mọi người coi nha. Chỗ lấy nước nè, lấy nước uống ấy. Bản đồ. Đây là cái chỗ để mình sấy tay. Ô, sạch sẽ quá à. Chỗ lấy xà bông nè, ấn vô. Sạch sẽ. Có mấy phòng nè. Phòng này là cho người bình thường ha. Còn phòng này là cho người tàn tật, người ta sẽ có cái chỗ rộng hơn để ta đẩy xe vô sạch sẽ. Ủa, chứ tại Kansas cũng có cái khu trả tiền nữa hả? Lấy cái phiếu xong rồi đi đến, đi sau 30 mấy mile tới tầng kia để trả tiền. Nhưng mà anh lấy cái phiếu thôi, nhưng mà tới đó có cái chỗ mà không có cần phải trả đó. Chỉ dành cho anh thôi. Có thể nó vậy nè, tự lấy. Giờ đi tới Oklahoma City.
Có ai hú dí như em không? Mặc đồ bà ba nè mọi người. Oklahoma. Nhà này là nhà mà để em đi nhà vệ sinh nè mọi người. Đẹp không? Trời nắng vậy thôi chứ còn lạnh nha. Lạnh lắm á. Thao tay đi. Đấy, cửa tự động mở luôn nè. Đây, 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 để hơi thử nha. Đấy, mở cửa luôn nè. Hay. Wow, ở đây đẹp quá vậy. Chỗ này là lấy giấy lau tay, chỗ này là hơi tay ha. Chỗ này cho em bé nằm. Nằm xuống hay tả đó. Thùng rác nè, đẹp không? Chỗ rửa tay. Nhà vệ sinh sạch sẽ. Còn này là cái chỗ cảm ứng nè. Tí nữa mình xài xong hỏi mình nhấn nước. Là nước tự động mình đứng dậy là tự động. Mặt ong nè. Dễ thương quá anh. Hai đồng 25. Hai đồng 25. 50.000. Tỏi nè, tỏi muối. À, tỏi muối ngon ha. Asparagus. Pickle. Này giống như dưa leo, còn cái này giống như măng tây. Măng tây đó. Còn mấy cái này là mứt nè, mấy cái này mứt nè, mứt dâu, mứt đồ mứt. Sách khóa này dễ thương. Sách. Rồi, cháu mua được phần quà. Đi ra, đi ra. Yên đã tới với bạn Oklahoma rồi nè mọi người. Yên sẽ dẫn mọi người đi đến tiểu bang khác nữa nha. Em nghe móng chưa, đã móng chưa? Ok, video kết thúc tại đây nha. Nếu mà con cô bác thấy thích thì đừng quên là like và subscribe để ủng hộ cho Duyên miền Tây qua bên Tây nữa. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.